Em xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác cái dòng trầm. Con này nó là con SVK45 các bạn. Vâng, IST SVK45, hãng của Yamaha các bác nhé. Đây, em mở luôn cả cái mặt căng ra để căng của nó còn đẹp lắm. Đây, em mở mặt căng ra để các bác có thể xem được cái bát bên trong cho nó dễ. Bởi vì là nhiều lần quay thì cứ đậy căng, lúc mà các bác hỏi bát bao nhiêu thì lại phải bỏ ra đo lại. Thì em làm cái video em đo luôn như này nó dễ, các bác xem cảm thấy nó không mất công. Đây các bác nhá, bát tiêu chuẩn nó là bát 20 này. Đấy, bát tiêu chuẩn là bát 20 nhá. Rộng của vỏ là 23,5 này. Sâu này. Sâu của mặt tính mặt nhá, nó là 26 các bác. Nếu còn các bác tính cả cái phần thò ra là phần volume này, cắt tần này thì nó sẽ rơi khoảng là 30. Cao của nó là 26,5. À 36, 36,5 các bác nhá. Thì con trầm này nó dành cho những cái bộ dàn, tất cả những cái dòng dàn nghe nhạc. Đấy, trừ hát karaoke. Thực ra nếu mà ghép hát karaoke cũng được mà các bạn, nhưng mà không lên bởi vì là nó thiên về nghe nhạc thôi. Đấy. Thì các bạn ghép vào hát loa full với loa hát karaoke thì gần như là nó sẽ bị lép vế ngay, bởi vì loa của hát karaoke bass của nó toàn là bass 27, bass 30 đúng không ạ? Thậm chí bass 40. Thế thì con 20 mà đưa vào mấy con bass đấy thì ngang với cả gọi là đuôi chuột ngói nó mỡ đúng không ạ? Thế nên là mình chỉ nghe nhạc thôi các bác nhé, mình ghép vào âm thanh để nghe nhạc thôi thì là hay. Trầm của Yamaha này thì luôn luôn là được nhiều người yêu dùng. Đấy, rất nhiều người yêu thích và tin dùng. Bởi vì thứ nhất là về cái độ bền của nó thì siêu bền. Đấy, cái đầu tiên mình phải nói đến là cái độ bền. Cái thứ hai đó là cái chất âm của nó hay các bạn. Đánh trầm của Yamaha đánh nó đầm lắm, nó không phọt phẹt như mấy cái trầm của hãng khác đâu. Đánh nó đầm mà nó chắc lắm. Đấy, nghe nó sướng các bạn. Riêng Yamaha nó là vậy, nó nổi tiếng về trầm. Các cái dòng loa của Yamaha thì nhiều khi nghe nó còn gọi là bình thường, nhưng riêng nhắc đến trầm Yamaha thì em thấy là nhiều đối thủ là còn phải đáng gọi là lép vế luôn ấy, gần như lép vế luôn. Đấy, trầm Yamaha mà nói là đứng số 2 thì gần như chả hãng nào nó dám nói là đứng số 1. Bởi vì họ mạnh về cái phần trầm các bạn. Mỗi một hãng người ta sẽ có cái thế mạnh riêng. Đấy. Nhưng mà Yamaha thì họ mạnh về trầm, nghe rất sướng. Bây giờ cũng có nhiều cái hãng trầm mới ra đấy, nhưng mà nghe nó cũng không được đậm lắm các bạn. Nghe để mà nó chắc nó đậm thì không được. Đấy, trầm này ngoài cái độ khỏe ra thì nó phải có cái độ ấm các bác nhá, nó phải có độ ấm. Đấy, nghe nó mới phê được. Con này là có nguồn riêng này, có phím tắt nguồn bật nguồn này, có chỉnh cắt tần này, có chỉnh volume này. Đấy, phục vụ cho bác nào mà thích gọi là điều chỉnh. Đấy, cắt tần rồi volume rồi nguồn các kiểu. Hàng thì đấy, các bác nhìn thực tế nhá, hàng nguyên bản nguyên zin cho các bác. Đây, không có mông má, không có chỉnh sửa bất kể một cái gì cả. Đấy, đây là cái cầu để các bác sao có thích ghép thêm thành dàn 2.1. Công suất của dòng này thì là 40W các bác nhá, 40W. Diện tích phòng sử dụng là 25-30m2 các bác nhá, 25-30m2. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo em để em test bàn giao cho các bác nhé, đảm bảo cho các bác là nó hoạt động bình thường. Dạ vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.